mừng và bây giờ chúng tôi xin mời giọng hát của ca sĩ Ngọc Mai. Ngọc Mai đâu rồi? Ngọc Mai sẽ gửi chúng ta những nhạc phẩm thơ và sôi động và trữ tình. Trước hết thì Mai xin chúc người đẹp Kim Nhi lúc nào cũng vui vẻ, trẻ đẹp và hay, và tất cả các người đẹp ở đây lúc nào cũng yêu đời, vui vẻ. Và phần đầu cầu lại hát bài Crazy mà thôi 60 năm cuộc đời. Watch out.
Thank you Ngọc Mai.